Vâng, anh Bắc Hải Dương xin chào tất cả quý chị và các bạn nhé. Mới nhất trong ngày hôm nay thì bên em Đức cũng theo yêu cầu của các bác là hỏi em Đức là cái mẫu xe mà giá xe lôi anh em nhé. Đấy, giá xe lôi chưa đến 30 triệu anh em nhé. Chiếc này được mang tên là Daewoo Labo. Đấy, biển Hà Nội tư nhân, được sản xuất năm 2005. Xe thì bị chết đăng kiểm từ năm cuối năm 2020, đầu 2021 anh em nhé. Đấy, giá thì hiện tại là bây giờ em bán cho anh em là bằng cái giá xe lôi thôi. Em Đức chỉ bảo hành cho anh em là máy ngon này. Đấy, gầm sàn đẹp này. Đấy, không ngọt. Đấy, máy ngon, gầm sàn đẹp anh em nhé. Số má ngon. Giá thì anh chị và các bạn là chúng ta thay một chiếc xe ba bánh thôi anh em nhé, hợp lý cho anh em. Thì hiện tại cái mẫu này thì biển Hà Nội, đấy, tư nhân, đăng kiểm thì hết từ năm 2020, đầu 2021 mà cuối 2020 anh em nhé. Đấy, thì chiếc này là bảo hành cho anh em máy ngon. Đấy, máy ngon anh em nhé. Đấy, máy số ngon. Đấy, điều hòa thì hai dàn anh em nhé. Đấy, giá thì hiện tại là bây giờ em Đức chào bán cho anh em là 27 triệu anh em nhé. Đấy, không có bao đăng kiểm hay là bao một cái gì cả, chỉ bao anh em là máy ngon thôi anh em nhé. Máy ngon. Đấy, chất lượng và máy móc gầm bệ thì em Đức sẽ bảo hành cho các bác. Đấy, giấy tờ thì em Đức viết giấy tờ mua bán. Đấy, cam kết là xe không trộm cắp hay gì cả anh em nhá. Đấy, máy thì bảo hành cho anh em luôn, máy gầm đại chất, giá 27 triệu anh em nhá. Mẫu này phù hợp cho bác nào mà mua về thay chiếc xe lôi. Đấy, chở coi như là loa đài. Đấy, loa đài hoặc là thóc lúa, cám gà, cám vịt, da đồng anh em nhá. Đấy, liên hệ với em Đức qua số điện thoại là 0962567089. Cái mẫu xe mà Daewoo Labo sản xuất 2005 này thì các bác xem xe thì tại nhà hàng 559 thành phố Hải Dương hoặc là Toyota Hải Dương anh em nhá. Đấy, nhiều anh em cứ hỏi em Đức là địa chỉ ở đâu thì em Đức giới thiệu luôn là Toyota Hải Dương, thì cứ bảo là địa chỉ cụ thể. Đây các bác, là địa chỉ cụ thể đây, đang làm đường đây. Đấy, ra đấy mà các bác mà tìm được, tìm vào tìm được sao được. Đấy, hai em công kia là của anh em, người ta đỗ nhờ anh em nhá. Hai xe không bán. Giá 27 triệu Daewoo Labo. Đấy, sản xuất 2005. Xe thì hết khám từ năm 2000 cuối 2020 đầu 2021. Đấy, máy em Đức vẫn đang để lò máy. Bác nào mà có muốn nhu cầu mà mua xe và chở cám gà, cám vịt thì đây anh em nhá. Lốp dép của em ở đây. Lốp dép thì còn khá là mượt luôn. Đấy, sàn đây anh em này. Còn sàn đây. Taxi anh em này. Đó, taxi đây. Đấy, còn rất ngon thôi anh em nhá. Đấy, lốp trước đây. Đấy, xe thì bác chủ nhân thì gọi là bỏ ra để làm thay xe lôi xe bò lâu rồi anh em nhá. Đấy, lốp dép của em đây. Đấy, đây anh em ạ. Gầm sàn rất là ngon anh em nhé. Đấy, xe này các bạn không mua thì mua xe nào. Đấy, 27 triệu thôi. Đấy, cửa giá đây anh em à. Hơi xịn xò luôn anh em nhé.
Đấy. Mua xe này có 27 triệu. Giá xe lôi rồi. Đó anh em ạ. Đấy, hộp vệ đây. Đó. Khung thì đóng rất chắc chắn rồi. Anh em nhá. Màn sóng ở dưới còn rất đẹp luôn. Đó. Anh em ạ. Mẫu này anh em nào mà chở loa đài hoặc là phục bạt đám cưới ở quê thì quá tuyệt vời luôn. Đấy. Giá xe lôi xe bò rồi anh em nhé. Đấy. 27 triệu anh em nhé. Chất lượng thì bảo hành cho anh em mà máy ngon. Đấy. Đấy. Các bác mà muốn mua thì liên hệ với em Đức nhá. Khung này rất đẹp luôn. Đấy. Và bứng này anh em ạ, bứng này vẫn là bứng của nó này anh em ạ. Bứng của nó đấy. Căng đét luôn, khét lẹt luôn anh em nhá. Đấy. Daihatsu Labo. Đấy, sản xuất năm 2005. Đấy, tư nhân Việt Hà Nội. Đấy. Xe thì bán cho anh em về thay xe lôi nhá. Nhiều bác đã cứ hỏi nè. Nhiều khi đi em gửi video cho thì không chịu xem. Cứ nhắn tin mà hỏi gì gì. Không rơi đâu trả lời được đấy anh em à. Đấy. Máy lỗ êm đét anh em nhá. Đấy chế đây. Chế bơi tinh. Đấy cái khung ở đây nét nẹt luôn anh em nhá. Đấy. Keo chỉ đây anh em này, keo chỉ đây. Đó. Máy ngon luôn. Đó. Đấy bác nào mà mua về mà thay con xe lôi ba bánh xe bò thì đây anh em nhá. Chạy quanh làng quanh xã. Đấy. Cabin nó rất đẹp anh em nhá. À cabin này. Cabin nó này rất đẹp anh em ạ. Đấy. Cực đẹp luôn. Hôm nay là trang bị hai kinh điện anh em ạ. Hai kinh điện. Đó, hai kinh điện luôn. Rồi. Giá 27 triệu. Thì, các bác đài đóm đây. Đó. Keo chỉ đây nha, keo chỉ đây anh em này. Keo chỉ đây. Đó. Keo chỉ cột keo đây anh em, mình bán luôn. Đấy. Điều hòa thì đây một cửa anh em nhé, đây một cửa. Đấy. Con này cái mé bên này rất đẹp luôn anh em ạ. Đấy. Giá 27 triệu thôi. Chất lượng thì bảo hành cho anh em. Đây keo chỉ đây anh em ạ. Đấy, dụng theo thời gian rồi. Máy cực ngon anh em nhé, máy cực ngon luôn. Mẫu này thì bảo hành cho anh em là máy ngon. Đây. Sàn nó đây anh em ạ. Đấy, chỉ bảo hành cho anh em là máy ngon thôi anh em nhá. Nhấc hẳn cái ghế ra cho anh em xem luôn còn máu. Đặt hẳn cái ghế ra đường luôn rồi anh em ạ. Đây. Máy khô đét đẹp luôn. Đấy. Bác nào mua về mà thay xe lôi thì đây anh em nhá. Cabin nó đây, rất đẹp luôn anh em. Cực đẹp luôn. Trần này vẫn trần lý anh em nhá. Trần vẫn trần lý luôn này. Đấy. Đó. Nhiều khi các bác hỏi em Đức này, em Đức hay gửi video anh em nhá. Thì các bác lên cố lên bớt chút thời gian xem trực tiếp trên video mà em Đức quay thì nó tổng thể và chi tiết hơn.
Chứ nhiều chúng nhắn tin là thực ra là các bác là em Đức cũng không có thời gian đâu. Đấy, còn về vì vất rất là bận thì cứ điện thoại là trực tiếp cũng được thì em mới trả lời luôn. Đấy. Đai Ulabo sản xuất năm 2005. Đấy. Tên tư nhân biển Hà Nội. Giá xe lôi anh em nhá. Cam kết là chất lượng là bảo hành cho anh em là máy số ngon. Đấy, điều hòa thì hai dàn. Đấy, gầm sàn thôi như là không bục ngoặc anh em nhá. Đây còn rất là đẹp luôn. Đấy, tài chính thì anh em nào mà mua con này mà về mà chở thóc chở lúa, đến mùa thóc mùa lúa coi như là các bác chở thuê thóc lúa lội đồng. Đấy. Anh em ạ, 27 triệu. Xe thì bị hết đăng kiểm từ cuối năm 20 đầu 21. Đăng kiểm con này mất chủ xe người ta đã bỏ đăng kiểm rồi. Thì bây giờ em cứ chỉ bán cho anh em là mua về là thay chiếc xe lôi. Giá xe lôi thôi anh em nhé. Đến tại Toyota Hải Dương hoặc là nhà hàng 259. Đấy, viết giấy tờ hẳn hoi cho anh em. Nên anh em mua xe với em Đức thì các bác yên tâm nhé. Đấy, chất lượng thì bảo hành cho anh em luôn. Pháp lý thì rất là rõ ràng. Đấy, nên là các bác cứ yên tâm. Và sau đây em Đức Hải Dương cũng chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn là luôn luôn theo dõi kênh mua bán trao đổi ô tô của Đức Hải Dương trong suốt thời gian vừa qua. Thi thoảng em Đức cũng rất là bận anh em nhé. Thi thoảng lên video cho anh em xem. Và sau đây em Đức kết thúc video. Hẹn anh chị và các bạn những video clip tiếp theo nhá. Vâng, bác Hải Dương xin chào bác nhá. 27 triệu thôi. Bảo hành về chất lượng máy ngon. Đấy, số ngon. Điều hòa ra. Vâng, bác Hải Dương chào các bác nhá.